Tiên có nhận thấy là thiên nhiên không những ban tặng cho chúng ta một nguồn thực phẩm rất là dồi dào và còn bổ dưỡng nữa. Vâng, đúng là như vậy. Có những loại thực phẩm vừa là thức ăn hàng ngày, vừa có tính diệt dược rất là cao. Tôi có biết không ít loại thực phẩm như thế. Ví dụ những loại thực phẩm rất quen thuộc nè, dễ tìm, dễ sử dụng, đó là gừng. Gừng là một loại gia vị thơm ngon. Ngoài giá trị dinh dưỡng thì gừng còn được sử dụng như một phương thuốc quý chữa nhiều loại bệnh khác nhau. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, đúng thời điểm và đúng đối tượng thì có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Sử dụng gừng như thế nào để tốt cho sức khỏe? Phần tư vấn của bác sĩ Đông y Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Gừng còn có tên khác là sinh khương, can khương, bào khương và có tên khoa học là Zingiber obstinable L, họ Zingiberaceae, cùng họ với củ nghệ, được trồng chủ yếu ở Ấn Độ, Đông Nam Á, Châu Phi và Úc. Từ hàng ngàn năm nay, người dân Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp không chỉ xem gừng là một loại gia vị có trong mọi căn bếp để tăng hương vị cho món ăn, mà còn sử dụng để phòng và chữa rất nhiều bệnh. Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng bổ phế, khỏi ho, giải độc, trị phong hàn, cảm mạo và các bệnh về dạ dày, nôn mửa, đi tả và giải độc từ hải sản. Ngoài ra, tùy theo hình thức sử dụng, gừng còn có nhiều công dụng khác nhau. Còn y học hiện đại đã chứng minh gừng có chứa nhiều hợp chất chống viêm và chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe như ginger, beta carotene, capsaicin, acid caffeic, chất curcumin và salicylate, và nhiều vitamin nhóm B, vitamin C, acid ascorbic. Những chất này có tác dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Trong gừng nó chứa nhiều cái vitamin nhóm B, vitamin C, acid ascorbic vân vân. Thì những cái chất này nó có tác dụng là bồi bổ cơ thể và nâng cao cái sức khỏe, nâng cao cái sự đề kháng cho cơ thể. Cái gừng, tác dụng chính của củ gừng cho sức khỏe, thứ nhất là về cái hệ tiêu hóa, là kích thích ăn ngon miệng, kích thích cái tiêu hóa trong bụng, trong dạ dày, giảm cái triệu chứng ở hơi, buồn nôn, xe tàu xe. Và trong cái bệnh về hô hấp như là ho, cảm lạnh, bệnh phổi, hen suyễn thì cũng giảm những cái triệu chứng này nhanh chóng. Và một cái tác dụng nữa của gừng đó là giảm béo nhanh chóng, có thể là dùng bôi ngoài da hoặc chúng ta uống nước gừng thì có thể giảm béo nhanh chóng. Và một cái tác dụng đặc biệt quan trọng nữa của gừng đó là giảm cái cholesterol máu, từ đó thì giảm những cái mảng xơ vữa máu và giảm những cái bệnh tim mạch, huyết áp, ngăn ngừa những cái bệnh tiểu đường, vân vân. Gừng có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các bác sĩ Đông y, không nên sử dụng quá nhiều gừng. Khi sử dụng gừng, cần lưu ý không nên gọt vỏ vì vỏ gừng cũng có rất nhiều công dụng chữa bệnh, nên ăn gừng chỉ cần rửa sạch sau đó sử dụng. Ngoài ra, với một số đối tượng được khuyên không nên dùng gừng vì có thể gây ra tác dụng ngược không tốt cho sức khỏe. Đối với những cái người mà đau bao tử, đau dạ dày thì chúng ta không nên ăn quá nhiều gừng vì nó sẽ kích thích niêm mạc dạ dày và gây viêm loét bao tử. Và những cái đối tượng thứ hai đó là những cái người phụ nữ mang bầu những cái tháng cuối thai kỳ, thì chúng ta ăn quá nhiều gừng thì có thể gây co bóp cái tử cung và dễ gây sảy thai. Và cái đối tượng của trẻ em chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều gừng. Và một số những cái lưu ý khi sử dụng gừng, chúng ta không ăn những cái củ gừng dập nát, vì những cái củ gừng dập nát này sẽ có cái độc tính gây độc cho cơ thể rất là nhiều. Và những cái trường hợp không nên ăn gừng nữa là những cái người bị say nắng, say sóng, đang có cái nhiệt trong người thì không nên ăn gừng. Những cái người mà đang cảm sốt, có cái yếu tố nhiệt thì cũng không nên ăn gừng. Và những người bệnh gan thì không nên ăn gừng, vì là vô hình chung là những cái chất trong củ gừng kích thích cái gan đó, sản sinh thêm nhiều men gan và tăng men gan. Ngoài tác dụng chữa bệnh, gừng còn là thứ gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn của người Việt. Ngoài ra, nhiều chị em phụ nữ sử dụng gừng để giảm cân và làm đẹp, như làm đẹp da, tiêu viêm, sát khuẩn, đánh tan mỡ thừa, thu nhỏ lỗ chân lông nhanh chóng. Bởi gừng rất giàu vitamin C, magie và các khoáng chất khác giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện và tốt cho da. Gừng có thể sử dụng ở nhiều dạng như gừng tươi, gừng khô, dạng bột, thậm chí là dạng tinh dầu hay nước ép. Tùy theo hình thức sử dụng gừng sẽ có tác dụng khác nhau. Tóm lại, gừng là một vị thuốc, một thứ gia vị thông dụng trong mỗi gia đình người Việt. Biết và hiểu rõ tác dụng của gừng sẽ giúp chúng ta trong việc chế biến thức ăn để làm giảm tính hàn của một số đồ ăn, hạn chế được vấn đề dị ứng thức ăn và có thể điều trị ban đầu một số chứng bệnh thông thường.